Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trọng điểm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy. Tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng phấn khởi trước không khí sản xuất sôi động và tinh thần làm việc hăng say của cán bộ, công nhân công ty trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng công ty đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả đáng phấn khởi. Tổng sản phẩm tiêu thụ hơn 5,3 triệu tấn, doanh thu đạt trên 4.330 tỷ đồng, nộp ngân sách 230 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân hơn 20 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và vì cộng đồng, hỗ trợ cho các huyện miền núi của tỉnh về xi măng, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần phấn đấu, quyết tâm của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn khi đề ra những mục tiêu chỉ tiêu năm 2022 đều cao hơn so với năm 2021. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành tiêm chủng vaccine theo đúng kế hoạch. Cùng với đó, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, gắn với công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện có, đồng thời phát triển và tìm kiếm thị trường mới trong và ngoài nước. Ưu tiên đầu tư vào khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình và các khâu sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, thường xuyên chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo môi trường tốt nhất để người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp. Chúc mừng năm mới và kiểm tra công tác sản xuất đầu năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Long Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng công ty đã vượt qua khó khăn thách thức, giành được những kết quả rất toàn diện trong năm 2021, sản xuất được 8,3 triệu tấn clinker và 7,3 triệu tấn xi măng, tiêu thụ đạt hơn 7,25 triệu tấn xi măng và 3,5 triệu tấn clinker. Doanh thu đạt trên 8.300 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước và đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 1.200 lao động. Ngoài ra, công ty đã tài trợ hàng nghìn tấn xi măng để góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện miền núi, cùng với nhiều hoạt động từ thiện xã hội và ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, để đạt được tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 là 11,5% trở lên, tỉnh Thanh Hóa xác định phải dựa rất lớn vào ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp phải đạt tốc độ tăng trưởng 16,9% trở lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn là một doanh nghiệp lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Long Sơn sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích, kết quả cao hơn nữa trong năm mới, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Công ty cần tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, phục vụ người tiêu dùng, tiếp tục khẳng định vị trí thương hiệu xi măng Long Sơn ở thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm đến chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân có trình độ tay nghề cao, làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất đầu năm tại công ty cổ phần Tiên Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân, người lao động công ty cổ phần Tiên Sơn đạt được trong năm 2021. Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, công ty vẫn đạt tổng doanh thu 502 tỷ đồng, tổng giá trị hàng hóa sản xuất đạt 1.250 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 54,3 triệu đô la Mỹ. Tạo việc làm và ổn định thu nhập cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty đã có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện vì cuộc sống cộng đồng, quan tâm đến công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao kế hoạch sản xuất năm 2022 của công ty đề ra,
với mục tiêu đạt doanh thu 600 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 60 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 9,3 triệu đồng một tháng. Đồng chí đề nghị công ty cổ phần Tiên Sơn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu mặt hàng may mặc. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong toàn hệ thống các đơn vị trực thuộc, tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K, phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêm vaccine cho cán bộ, công nhân, người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh chủ trương của công ty đưa nhà máy sản xuất công nghiệp về địa bàn nông thôn miền núi, phù hợp với chủ trương của tỉnh về tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng ly hương, giải quyết được nhiều vấn đề về kinh tế và xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, các sở ngành liên quan và cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh thường xuyên theo dõi, phối hợp, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã dự lễ ra quân sản xuất đầu năm và kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Misa Nghi Sơn và Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát thuộc khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tiến Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo các sở ngành và địa phương có liên quan. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất và trồng cây tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Misa Nghi Sơn, chuyên sản xuất giấy. Tuy mới đi vào sản xuất, nhưng 6 tháng cuối năm 2021, công ty vẫn sản xuất vượt công suất thiết kế với 67.000 tấn sản phẩm, đạt 103% so với kế hoạch, đảm bảo việc làm cho 210 lao động với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng một người một tháng. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu sản xuất gần 135.000 tấn, nộp ngân sách gần 100 tỷ đồng. Đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn Misa Nghi Sơn trong đầu tư xây dựng và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách trên 40.000 tỷ đồng. Do vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chung của toàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn năm 2022, cán bộ, người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn Misa Nghi Sơn tiếp tục duy trì sản xuất với mức độ cao nhất, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời đề nghị công ty đảm bảo tốt nhất đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và thực hiện tốt các quy định pháp luật về môi trường. Từ đó thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nhà máy giấy kiểu mẫu với quy mô lớn nhất miền Bắc, đồng thời quan tâm xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững vì cộng đồng. Dự lễ ra quân sản xuất đầu năm và trồng cây đầu xuân tại Tổng kho và Bến cảng Xăng dầu Anh Phát thuộc Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao ý tưởng của doanh nghiệp trong thực hiện các dự án tại khu kinh tế Nghi Sơn và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua. Đặc biệt, ngay sau khi đi vào hoạt động, chỉ trong quý 4 năm 2021, Tổng kho và Bến cảng Xăng dầu Anh Phát đã phát huy hiệu quả đầu tư với tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 500 tỷ đồng. Hiện tại, cùng với việc xây dựng hệ thống tuyến ống xăng dầu từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, công ty đang tiếp tục triển khai các dự án lớn với mong muốn trở thành doanh nghiệp đi đầu trong nộp ngân sách nhà nước của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, cùng với hiệu quả từ những dự án đang có và dự án đang thực hiện, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát sẽ thành công trong những dự án mới của mình, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, giải quyết việc làm cho người lao động và có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội. Đến thăm chúc Tết cán bộ công chức viên chức, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Quản lý đã đạt được trong năm 2021, đồng thời khẳng định vai trò của Ban Quản lý trong việc quản lý nhà nước, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Trong đó cần chú trọng thu hút những dự án lớn công nghệ cao. Cùng với đó, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cần phối hợp tốt với ngành hải quan và các ngành liên quan, tạo môi trường thông thoáng, nhanh gọn để có nhiều hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn, hấp thụ tối đa chính sách đặc thù của Quốc hội,
đồng thời phối hợp chặt chẽ với thị xã Nghi Sơn trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Tối qua ngày 5 tháng 2, tức ngày 5 Tết Nguyên đán, Hội Khuyến học tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp tổ chức chương trình Tết Khuyến học xứ Thanh Xuân Nhâm Dần 2022. Tới dự có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh, hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tết Khuyến học xứ Thanh Xuân Nhâm Dần được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV là chương trình mở đầu cho các hoạt động khuyến học khuyến tài năm 2022, nhằm tổng kết đánh giá kết quả phong trào khuyến học khuyến tài năm 2021, tri ân và vinh danh những đóng góp của các tổ chức cá nhân đối với công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tập thể cá nhân, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tổng các quỹ khuyến học của tỉnh đạt hơn 371 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và dẫn đầu cả nước. Nhiều cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong phong trào khuyến học khuyến tài được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, lao động, nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Phát động phong trào khuyến học khuyến tài năm 2022, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các gia đình dòng họ cộng đồng dân cư tiếp tục quan tâm chăm lo và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp chồng người, hỗ trợ kịp thời và khen thưởng xứng đáng cho các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong dạy và học. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp, doanh nhân, những người con của quê hương Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài nhằm động viên, giúp đỡ thiết thực mọi tài năng ở các cấp học, ngành học trên khắp các vùng miền trong tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các em học sinh, sinh viên với trách nhiệm trước bản thân, gia đình, quê hương, đất nước, trách nhiệm trước sự chăm lo của các ngành, các cấp và tình yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm, hãy sử dụng học bổng thật sự hiệu quả và tiếp tục phấn đấu vượt khó, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để trở thành những người có bản lĩnh, có lý tưởng, khát vọng, trở thành những người lao động giỏi, nhà quản lý, nhà khoa học, công dân kiểu mẫu của một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Ngay tại chương trình, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao tặng 3.994 máy tính bảng và 3.994 SIM Vinaphone tổng trị giá 10 tỷ đồng cho học sinh tỉnh Thanh Hóa theo chương trình Sóng và Máy tính cho em. Đại diện các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài của tỉnh với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 1,5 tỷ đồng. Cũng tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã trao thưởng cho 32 cán bộ công nhân, người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo năm 2021, trao hơn 50 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học Khuyến tài Lê Khả Phiêu, Quỹ học bổng Nâng cánh ước mơ và Quỹ Khuyến học Khuyến tài Lam Sơn cho học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ là một người kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu, quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. Thời gian qua, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đạt được những kết quả quan trọng, trở thành một trong những xã dẫn đầu của huyện về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu năm 2021, Phang Thôn được chọn là một trong hai thôn đầu tiên của xã Định Hòa tiến hành xây dựng thôn kiểu mẫu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thôn đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân. Các gia đình trong thôn sẵn sàng hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở rộng đường làng ngõ xóm, đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng tường rào, cống rãnh, chỉnh trang nhà cửa, đóng góp kinh phí hoàn thiện các tiêu chí. Trong quá trình thực hiện, xã cử cán bộ phụ trách thường xuyên bám địa bàn, hỗ trợ và cùng làm với người dân. Đến tháng 5 năm 2021, thôn được tỉnh thẩm định, công nhận là thôn kiểu mẫu. Đây là một cuộc phát động rất thiết thực với cuộc sống của nhân dân. Đấy. Cho nên gia đình tôi ủng hộ liền.
chứ không phải để đoàn đi vận động đó. Cán bộ là đi sâu đi sát đến nhân dân, chỗ nào có công trình làm là đều có mặt cán bộ chuyên trách để phân công để giám sát. Xác định xây dựng thôn kiểu mẫu là tiền đề của xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nên ngay sau khi hai thôn đầu tiên được công nhận thôn kiểu mẫu, xã Định Hòa đã ra soát, rút kinh nghiệm, đánh giá tình hình thực tế và triển khai đồng loạt xây dựng thôn kiểu mẫu ở 4 thôn còn lại. Chỉ trong vòng 8 tháng, xã Định Hòa đã hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu và được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Định Hòa đã xác định trước khi xây dựng xã kiểu mẫu thì gia đình kiểu mẫu, thôn làng kiểu mẫu, thì trước tiên chúng tôi xác định là phải con người kiểu mẫu trước, nhận thức có kiểu mẫu thì hành động với kiểu mẫu được. Thì do đó trong quá trình tổ chức thực hiện và các nội yêu cầu trong cái việc các cái tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, để chúng tôi là lựa chọn cách làm là tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nhận dọn có nhận thức sâu sắc về lời dạy của Bác. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Định Hòa, một trong những kinh nghiệm bài học được rút ra là mọi chủ trương phải được dân biết, dân bàn, từ đó thống nhất các giải pháp thực hiện. Đội ngũ cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, đoàn thể từ thôn đến xã phải thực sự trách nhiệm, nêu gương, sắn tay cùng làm với nhân dân. Kết quả xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường, điều kiện sống của nhân dân xã Định Hòa. Từ một xã thuần nông, đến nay kinh tế của xã đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng, thuộc những xã dẫn đầu của huyện Yên Định. Đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí, phấn đấu năm 2022 trở thành xã kiểu mẫu thứ hai của huyện Yên Định. Trong không khí đón xuân Nhâm Dần 2022, cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương của Thanh Hóa lại càng thêm vui mừng phấn khởi khi công cuộc xây dựng nông thôn mới năm 2021 đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, toàn tỉnh có thêm 3 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Sầm Sơn đã được thẩm tra hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã và 34 thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được ví như một luồng sinh khí mới mang tới cho người dân nông thôn một cuộc sống ấm no hạnh phúc và ngày càng chất lượng hơn. Tại huyện Thiệu Hóa, đơn vị vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, không khí đón xuân đang tràn ngập nơi nơi. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp. Không gian làng quê được tô điểm bởi những bức tranh bích họa sinh động, những đường hoa rực rỡ sắc màu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, là minh chứng rõ nhất cho sự đổi thay của một vùng quê nông thôn mới. Bà con nhân dân rất là vui mừng phấn khởi và tự hào với cái sự đổi thay, cái sự phát triển của quê hương Thiệu Hóa. Phấn đấu đến năm 2022, chúng tôi sẽ có 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao, 21 thôn về đích nông thôn mới kiểu mẫu và 14 sản phẩm OCOP. Tùy theo điều kiện cụ thể, mỗi địa phương trong tỉnh đều có những cách làm riêng, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Song mục tiêu chung nhất vẫn là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do đó, các địa phương đã phát huy được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nhiều mô hình, phong trào mới, cách làm hay, xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, hiệu quả. Sang năm 2022, xã Quảng Bình chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho các cái nhiệm vụ chính trị được giao ở trong năm. Trong đó là tích cực trong cái việc huy động các cái nguồn lực để hoàn thiện các cái tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, chăm lo phát triển đời sống kinh tế trong nhân dân, để chung tay cùng với lại đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020-2025. Nhìn tổng thể bức tranh nông thôn mới của Thanh Hóa, không chỉ là sự khởi sắc về diện mạo, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, mà quan trọng hơn, hệ thống chính trị các cấp đã được củng cố phát huy. Cán bộ gần dân, sát dân hơn, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân để chỉ đạo điều hành phù hợp. Tư duy sản xuất hàng hóa của người dân thay đổi rõ nét, thể hiện qua việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Các hoạt động văn hóa tinh thần dần đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Các phong trào thi đua lan tỏa trong toàn dân. Quy chế dân chủ được thực hiện rộng rãi,
cung cấp dịch vụ hành chính công và khả năng tiếp cận pháp luật của người dân được nâng cao. Mức độ hài lòng của người dân về nông thôn mới bình quân đạt 90% trở lên. Sau cái xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cảm thấy nó thay đổi quá nhiều, kể cả về tinh thần, kể cả về vật chất, kể cả về môi trường. Hiện nay đã và đang xanh, sạch đẹp. Về những miền quê nông thôn mới trong những ngày xuân này, dù miền xuôi hay miền núi, đồng bằng hay ven biển, ở đâu cũng bừng lên sức sống mới. Nông thôn mới đã thực sự khơi dậy được nội lực và phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Và với những vùng quê nông thôn mới, mùa xuân đó không chỉ là mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa xuân của lòng người, khi những người dân được sống trên chính quê hương giàu đẹp do công sức của mình xây dựng nên. Những ngày đầu xuân năm mới, nhiều du khách đã đến dâng hương tại khu di tích văn hóa Đền Cửa Đạt, huyện Thường Xuân. Trước lượng khách đến dâng hương du xuân tăng cao, huyện Thường Xuân đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, huyện Thường Xuân đã giao ban quản lý khu di tích văn hóa Cửa Đạt bố trí lực lượng tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch khi đến dâng hương, đặc biệt là quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Huyện cũng đã lắp đặt 3 máy sát khuẩn tự động, bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khu vực quét mã QR, đăng ký điểm đến an toàn tại điểm đón tiếp, phun thuốc khử khuẩn tại các địa điểm dâng hương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác an ninh, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa Đền Cửa Đạt thì đã không tổ chức lễ hội. Năm nay thì chỉ đơn thuần là tổ chức công tác, làm công tác phục vụ du khách đến dâng hương hành lễ đầu năm. Thì ban quản lý chúng tôi cũng đã xây dựng các phương án như là tổ chức phân luồng cho du khách đi vào, có lối vào lối ra, tổ chức các cái điểm cho du khách check mã QR, khai báo y tế. Theo thống kê, tính đến ngày mùng 5 Tết đã có hàng nghìn du khách đến dâng hương vãn cảnh tại khu di tích văn hóa Đền Cửa Đạt. Dự báo trong những ngày tới, nhu cầu đến tham quan vãn cảnh dâng hương của người dân vẫn còn tăng lên. Vì vậy, huyện Thường Xuân đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đưa khu di tích văn hóa Đền Cửa Đạt trở thành điểm đến du xuân hấp dẫn, an toàn với du khách. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được đảm bảo ổn định. Phần lớn người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh cũng giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong những ngày Tết Nguyên đán 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã duy trì 100% cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát và cắm chốt tại các tuyến địa bàn trọng điểm. Đặc biệt từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng cảnh sát giao thông tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, chở quá số người quy định, người đi mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm. Nhân dịp năm mới thì cũng chỉ có là em cũng chỉ uống có 2 chén con thôi. Sau lần xử phạt này thì tôi sẽ rút kinh nghiệm là tôi không tham gia giao thông, tôi không uống rượu bia nữa. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 7 ngày, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, tức là từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 4 tháng Giêng, năm Nhâm Dần, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 3 người bị thương, giảm 50% số vụ, 66,7% số người chết và 57,1% số người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó phát hiện xử lý 107 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong thời gian sau Tết thì dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là cái hoạt động trở lại của các phương tiện giao thông và người dân tham gia các cái lễ hội, thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung tăng cường cái tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm, và đặc biệt là các vi phạm nổi cộm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Chẳng hạn như với xe khách thì tình trạng nhồi nhét khách để sử dụng rượu bia, và đối với xe tải thì cái quá khổ quá tải cải tạo thức hành thùng. Nhìn chung, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định.
Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện để kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông sau Tết. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.